em tên là Minh, hôm nay 21 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Canada. Minh ơi, mình được biết đến chương trình tẩy trắng răng tại Nha Khoa Quốc tế Athena thông qua đâu? Một người bạn của em thì có niềng răng ở đây nên là được tặng hai voucher tẩy trắng răng. Em cùng với bạn đến để tẩy trắng. Minh ơi, Minh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình tẩy trắng răng. Trước khi mà tẩy trắng răng thì tình trạng răng của Minh như thế nào? Trước khi tẩy trắng thì tình trạng răng của em bị ố vàng, có khá nhiều cao răng. Nên là vâng. Ok. Vậy trong quá trình tẩy trắng răng thì mình cảm thấy cái quá trình để tẩy trắng răng như thế nào? Nếu mà có như thế nào bạn cứ nói thoải mái. Quá trình tẩy trắng thì diễn ra cũng không lâu lắm, tầm nửa tiếng. Thì lúc mà chiếu cái ánh sáng thì răng mình có hơi bị buốt một chút. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không quá buốt đâu. Là mình có thể chịu được. Ok, vậy sau khi tẩy trắng răng ấy thì mình cảm thấy răng của mình tình trạng nó như thế nào? Răng của mình sau khi tẩy trắng thì tất nhiên là trắng hơn. Và mình nghĩ là có hiệu quả. Vậy nếu mà trên thang điểm 10 thì bạn có thể cho Nha Khoa có thể thế nào về trải nghiệm dịch vụ cũng như những ấn tượng tại Nha Khoa là bao nhiêu điểm? Nghĩ là dịch vụ đấy rất tốt nha, mình cho chi tiết 10 để mọi người cố gắng thêm để cải thiện hơn nữa. Vậy mình có thể chia sẻ một chút về ấn tượng với Nha Khoa Quốc tế Athena không? Có những ấn tượng nào? Ấn tượng thì các bạn nhân viên tầng 1 thì đón tiếp rất là chu đáo. Còn các bạn nhân viên, các anh chị bác sĩ thì tay nghề cao, làm không đau. Ok, vậy cảm ơn Minh nhé. Nhận được xong rồi nhé.